Với dòng sản phẩm được giới hâm mộ trái táo khuyết chờ đợi nhất, ngoại trừ cụm cảm biến trước được thu gọn hơn, khiến phần tay thỏ to hơn và loa rời lên trên, thiết kế của các dòng iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max không có nhiều khác biệt so với tiền nhiệm. Tất cả tập trung vào những nâng cấp về công nghệ. iPhone 13 được trang bị những công nghệ mới tuyệt vời của chúng tôi, như hệ thống camera tân tiến nhất với chế độ quay phim điện ảnh, chip A15 Bionic, màn hình Super Retina XLD sáng hơn và thời gian sử dụng càng ngày lâu hơn. iPhone 13 Pro với công nghệ tiên tiến nhất của chúng tôi, dành cho những người muốn tận dụng tối đa chiếc iPhone, được trang bị hệ thống camera cải tiến nhất với chế độ quay phim điện ảnh độ phân giải cao, màn hình Super Retina XLD với chế độ ProMotion, chip A15 Bionic với 5 lõi đồ họa, kết nối 5G và có độ bền hàng đầu trong ngành công nghiệp. Cùng với iPhone, iPad 9 và iPad mini 9 cũng đã ra mắt và tiếp tục khẳng định là thiết bị dành cho nhu cầu học tập và giải trí với camera với độ phân giải 12 megapixel. Đáng chú ý là iPad mini 9 đã có sự lột xác đáng kể với thiết kế khung viền vuông cân đối. Không có thiết bị nào như iPad mini. Nó cung cấp cho người dùng toàn bộ sức mạnh của một chiếc iPad với thiết kế có tính di động cao nhất, khiến nó trở nên không thể thiếu cho nhiều mục đích sử dụng. iPad mini mang đẳng cấp riêng có của mình. Apple Watch 7 với màn hình hiển thị sáng hơn và lớn hơn do thiết kế khung viền mỏng hơn tới 40% và sạc pin siêu nhanh cùng tín nhập dữ liệu hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý là mặc dù phải đối mặt với những thách thức không nhỏ về nguồn cung linh kiện, song phần lớn các dòng sản phẩm mới của Apple có mức giá gần như không thay đổi so với những dòng sản phẩm tiền nhiệm, thậm chí là còn tốt hơn như là với iPad. Đồng thời thì thời điểm cam kết giao hàng cũng sớm hơn rất nhiều so với những đồn đoán trước đó. Đây được cho là một nỗ lực không nhỏ của trái táo khuyết nhằm cạnh tranh với các đối thủ có cùng những dòng sản phẩm trên thị trường. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam tại Mỹ.